Tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động phòng chống bệnh mùa hè, phòng chống bệnh lý về tai nạn cho trẻ sau khi bơi lội là những thông tin chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong phần bản tin y tế. Mùa hè là thời điểm xảy ra tai nạn đuối nước nhiều nhất trong năm. Vì vậy, kỹ năng trong đuối nước là điều rất quan trọng giúp trẻ biết xử lý tình huống khi không may ngã xuống nước. Trong một thời thuốc và người bệnh, huấn luyện viên bơi lội Hứa Việt Hùng, giảng viên bơi lội tại nhiều bể bơi trên địa bàn thành phố Hưng Yên sẽ hướng dẫn kỹ năng bơi đúng cách. Trong một cẩm nang nhọc hôm nay, xin giới thiệu tới quý vị mẹo trị côn trùng cắn với cây quanh nhà. Câu chuyện y tế cuối chương trình sẽ đề cập đến vấn đề tiêm phòng đầy đủ để chủ động phòng ngừa bệnh bạch hầu. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bản tin y tế. Mùa hè thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn virus phát triển, dẫn đến nhiều bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã chủ động các biện pháp phòng chống bệnh mùa hè. Mùa hè là thời điểm dễ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm não Nhật Bản, bạch hầu. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ tiêm phòng vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván trên địa bàn tỉnh đạt 100%. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng chuẩn bị đầy đủ các loại vaccine phục vụ cho chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia và vaccine dịch vụ. Cùng với đó, các loại vật tư hóa chất, máy móc, tiêu độc khử trùng được dự trữ đảm bảo đủ hỗ trợ cho các huyện, thị, thành phố khi có dịch bệnh. Toàn tỉnh đã phun tiêu độc khử trùng tại gần 10.500 điểm. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận 8 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca nào tử vong. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức trên 100 lớp tập huấn, tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, phát quang bụi rậm để phòng tránh bệnh tật mùa hè. Bơi lội là hoạt động yêu thích của nhiều trẻ em trong mùa hè. Tuy nhiên, nếu môi trường nước khi đi bơi không được sạch sẽ, khi trẻ bơi không được trang bị đầy đủ mũ, nút tai, thì nguy cơ còn bị các bệnh lý về tai là rất lớn. Trong tuần đầu của tháng 7, khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã tiếp nhận và điều trị khoảng trên chục bệnh nhi mắc các bệnh lý về tai như viêm tai giữa, viêm thành ống tai, viêm ống tai ngoài có liên quan tới bơi lội. Theo các bác sĩ, nguyên nhân gây các bệnh lý này là do vệ sinh tai không đúng sau mỗi lần đi bơi, nguồn nước tại bể bơi không đảm bảo vệ sinh. Nếu tai từng bị viêm thì nguy cơ tái phát là rất lớn. Để phòng tránh, cha mẹ cần hết sức chú ý lựa chọn địa điểm bơi an toàn, sạch sẽ cho con. Vệ sinh tai cho bé đúng cách bằng cách tắm lại bằng nước sạch. Nếu nước vào tai thì nghiêng đầu sang bên để dốc nước ra. Tuyệt đối không dùng bông ngoáy tai sâu vì có thể khiến vi khuẩn chui sâu hơn. Khi đi bơi, cần cho trẻ đội mũ, đeo nút bịt tai, đeo kính bơi, đồ dùng riêng của con. Khi trẻ xuất hiện những dấu hiệu như ngứa ở tai, khó chịu, tai chảy nước, chảy dịch vàng hoặc trắng, sờ vào thấy đau thì cần được thăm khám và điều trị kịp thời. Theo dự báo, trong tuần này, nắng nóng sẽ gia tăng và kéo dài ở nhiều nơi, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 tới 39 độ C, thậm chí là trên 40 độ C. Các bác sĩ cảnh báo, nắng nóng ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, trong đó có đôi mắt, vì đây là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Chính vì vậy, người dân cần chú trọng bảo vệ đôi mắt của mình luôn trong sáng, khỏe mạnh. Trong những ngày nắng nóng, vấn đề người dân hay gặp phải nhất đó là chứng khô mắt. Điều này xảy ra là do nền nhiệt cao khiến nước mắt tiết ra bay hơi nhanh, đặc biệt ở đối tượng dân văn phòng làm việc nhiều với máy tính và thường xuyên trong phòng máy lạnh thì vấn đề khô mắt rất phổ biến. Tình trạng này nếu cứ để kéo dài sẽ dẫn đến suy giảm chức năng mắt. Đáng chú ý, tia cực tím từ ánh mặt trời dễ dẫn đến mắt bị tổn thương gấp nhiều lần hơn, gây tổn thương tế bào thị giác. Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh khô mắt trong mùa nắng nóng như hiện nay, người dân cần có biện pháp bảo vệ mắt phù hợp khi đi ra ngoài trời nắng hoặc ra đường có nhiều bụi ô nhiễm, như đeo kính mát, đội mũ bảo hiểm có kính che chắn, tránh đi ra ngoài đường vào thời điểm tia cực tím lớn nhất trong ngày, khoảng từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Bên cạnh đó, hạn chế nhìn lâu vào màn hình máy tính, TV, điện thoại bằng cách thực hiện theo nguyên tắc 20-20-20, đó là nhìn vào màn hình 20 phút, sau đó nhìn xa 20 mét trong vòng 20 giây. Ăn uống bổ sung thêm các nguồn dinh dưỡng cung cấp các chất cần thiết cho mắt như dầu cá, omega 3, các loại rau củ có màu như cải song, cà chua, gấc, đu đủ, uống đủ nước. Có thể sử dụng dung dịch nhỏ mắt bằng nước muối natri chlorid 0,9% để rửa sạch mắt hàng ngày. Chú ý chăm sóc đôi mắt hàng ngày, ngủ đủ giấc, không nên thức khuya, dễ dẫn đến mắt điều tiết nhiều, mệt mỏi. Khi gặp các vấn đề bất thường về mắt, cần đến bác sĩ chuyên khoa mắt thăm khám ngay để được tư vấn và có giải pháp điều trị kịp thời, tránh để lâu, dễ biến chứng nặng hơn. Nhằm giúp người lao động đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, công ty cổ phần Thuận Đức có địa chỉ tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động
đã tích cực triển khai nhiều biện pháp chống nóng hiệu quả. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì, túi siêu thị xuất khẩu với khoảng 1.000 công nhân. Trước những đợt nắng nóng kéo dài, công ty đã triển khai các biện pháp lắp đặt hệ thống phun sương làm mát, quạt thông gió ở tất cả các khu. Tại các phân xưởng đều treo nhiệt kế để nắm rõ nhiệt độ từng thời điểm. Từ đó công nhân được bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý như giãn cách thời gian nghỉ giữa ca sáng và ca chiều, tránh làm việc khoảng thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày, làm việc theo ca. Ngoài ra, để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho người lao động, công ty còn bổ sung các loại nước uống giúp giải nhiệt mùa hè, tăng cường sức đề kháng như vitamin C, nước uống tăng lực, chanh đường, sữa chua. Những giải pháp thiết thực trên đã góp phần giúp người lao động khắc phục khó khăn, bảo đảm ổn định sản xuất và hiệu quả công việc. Mùa hè là thời điểm xảy ra đuối nước nhiều nhất trong năm. Vì vậy, kỹ năng chống đuối nước là điều rất quan trọng giúp trẻ biết xử lý tình huống khi không may ngã xuống nước. Sau đây là hướng dẫn của huấn luyện viên bơi lội Hứa Việt Hùng, giảng viên bơi lội tại nhiều bể bơi trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Trong trường hợp mà trẻ bị rơi xuống nước và để chống đuối nước thì các con cần phải ngửa người ra này, giang hai tay ra, tay hít sâu một hơi này. Và nhìn hướng bờ nào gần nhất thì các con sẽ bơi vào. Trong trường hợp mà chưa biết bơi thì việc đầu tiên đó là lấy hơi, ngụp xuống và đạp mạnh xuống đáy bể, xuống đáy ao hoặc cái khu vực mà mình bị rơi xuống, sau đó bật mạnh vào bờ. Trong trường hợp các bạn ấy đi một nhóm người thì có một người ngã xuống thì các bạn tuyệt đối không được nhảy xuống. Người thì chi hô người lớn, người thì có thể tìm các vật dụng xung quanh, ví dụ như là cành rào này, cành tre này, hoặc là cán chổi, hoặc là bất cứ một vật dụng gì, thậm chí cả dây, thậm chí cả cởi cả áo ra và lối vào quăng ra cho bạn. Chúng ta đã vừa được theo dõi những cái kỹ năng để chống đuối nước, và sau đây thì bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Sĩ Huỳnh, trưởng phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ hướng dẫn quý vị cách sơ cấp cứu người bị đuối nước. Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải đưa được ngay được nạn nhân lên bờ, sau đó cho bệnh nhân là nằm trên nền cứng và sơ bộ đánh giá bệnh nhân bằng cách tát mạnh vào bệnh nhân, lay gọi xem bệnh nhân còn tỉnh hay không để làm cái phản xạ, gây cái phản xạ hồi tỉnh và thở lại. Nếu bệnh nhân mà còn thở thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân nằm nghiêng đi ở cái tư thế an toàn. Sau đó là chúng ta lau người ủ ấm và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế. Trong trường hợp thứ hai, nạn nhân không còn tự thở, không còn tỉnh, chúng ta kiểm tra cái mạch và không có mạch bẹn, mạch cảnh thì chúng ta tiến hành là kích thích tim bệnh nhân bằng cách đấm vào ngực bệnh nhân vài nhát thật mạnh. Sau đó kiểm tra cái vùng miệng họng cho bệnh nhân xem có các cái chất đờm dãi, chất tiết thì chúng ta làm sạch và tiến hành thổi ngạt cho nạn nhân hai cái. Sau khi chúng ta đã thổi ngạt xong thì chúng ta tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, ép tim với tần số nhanh 100 lần một phút. Đối với người lớn thì chúng ta ép tim ở cái vị trí 1/2 dưới xương ức. Đối với trẻ nhỏ thì chúng ta ép tim ở trên cái mũi kiếm xương ức, tức là trên cái đầu dưới xương ức này là khoảng 2 thốn, tức là một đốt ngón tay. Sau 2 chu kỳ ép tim thổi ngạt thì chúng ta lại đánh giá tình trạng bằng cách sờ mạch bẹn hoặc mạch cảnh. Nếu xác định là nạn nhân mà có mạch bẹn, mạch cảnh đập và tự thở thì chúng ta chuyển đến cơ sở y tế có đủ điều kiện để chữa các cái biến chứng sau đuối nước. Có nhiều người thì cho rằng là khi mà cấp cứu cho bệnh nhân bị đuối nước thì phải vác lên vai và chạy để cho nước ọc ra ngoài. Vậy thì cái điều này thì có đúng hay là không ạ? Khi chúng ta đã đưa được nạn nhân lên bờ mà chúng ta vác thì nó sẽ làm mất cái thời gian vàng để chúng ta có thể kích thích phản xạ tự thở của bệnh nhân. Đấy, vì là khi tim đã ngừng đập khoảng 4 đến 5 phút thì sẽ dẫn đến chết não, và sau 5 đến 6 phút nữa thì bệnh nhân có thể là tử vong. Cái động tác vác mà mạnh, mà chạy mạnh thì có thể làm gây cho bệnh nhân chấn thương. Đặc biệt những bệnh nhân mà đã rơi xuống nước mà bị va đập, chẳng hạn chấn thương cột sống cổ rồi mà ta vác đi như thế thì rất nguy hiểm. Xin được cảm ơn bác sĩ về những cái thông tin mà bác sĩ đã hướng dẫn rất là bổ ích vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, một số loại côn trùng như ong, kiến, muỗi khi cắn sẽ gây cảm giác đau đớn, ngứa ngáy và khó chịu. Đặc biệt là thời điểm mùa hè oi nóng như hiện nay và đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ vì làn da của bé thường nhạy cảm hơn người lớn. Để xử lý tức thì và có thể thay thế một số loại thuốc bôi thì quý vị có thể sử dụng một loại cây khá quen thuộc mà lương y Vũ Thị Kim Oanh, hội viên Hội Đông y thành phố Hưng Yên sẽ giới thiệu ngay sau đây. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các quý vị và các bạn một cái thuốc ở trồng tại nhà, cây nhà lá vườn để điều trị bệnh để các bạn tham khảo và ứng dụng. Đó là cây húng chanh. Cây húng chanh có tên, nhiều tên gọi, tên là rau thơm nông, rau tần, tần dày lông, dương tử tô. Tác dụng của cây húng chanh: lợi phế, tiêu đờm, trừ ho, giải cảm, tiêu độc. Có thể ta dùng lá húng chanh để trị các cái chứng như là muỗi đốt, kiến đốt, ong đốt và bọ cạp cắn. Và sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn một số bài thuốc để điều trị từ cây húng chanh. Khi ta bị kiến đốt này, hay ong đốt này, hay bọ cạp cắn này, thì ta dùng cái lá húng chanh tươi, tùy theo mức độ đốt nhiều hay ít, ta rửa sạch, ta giã nát, lấy lá, ta đắp vào để ta trị. Thế sau một ít ngày sau nó sẽ khỏi ngay. Thì cả ta bôi vào một lúc là thấy dịu luôn. Trong các trường hợp đấy thì dùng tươi. Nhiều người dân lo lắng khi dịch bệnh bạch hầu đang có diễn biến phức tạp, khi cả nước đã có hàng chục ca mắc, 3 ca tử vong. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bạch hầu có thể dự phòng bằng cách tiêm vaccine đầy đủ. Người dân không nên quá hoang mang. 7 giờ sáng, phòng tiêm chủng Sapo Hưng Yên, thành phố Hưng Yên đã rất đông người dân tới tiêm phòng. Bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động là một trong những phụ huynh có mặt từ rất sớm để đăng ký tiêm cho con em mình. Lo ngại khi dịch Covid vẫn đang phức tạp trên thế giới, lại thêm tin hàng loạt ca mắc bệnh bạch hầu xuất hiện, đặc biệt đã có ca bệnh tử vong, nên không đợi đến lịch tiêm chủng mở rộng tại xã, gia đình bà cũng như nhiều phụ huynh khác đã quyết định đưa trẻ nhỏ đi tiêm vaccine dịch vụ 6-1 để phòng bệnh. Có thấy nguy hiểm mà thấy lo lắng lắm. Chỉ biết là đưa các cháu đi tiêm đầy đủ các mũi thôi. Cái bệnh này thì nó không loại trừ đối tượng nào cả, bởi vì em đọc báo là có một cái anh thanh niên ấy, anh cũng bị cái bệnh này. Nên là cả người lớn mình cũng cần phải phòng tránh trẻ con vậy. Nên là mình kiểm soát bằng việc tiêm chủng tốt nhất. Biết được thông tin bệnh bạch hầu có thể phòng tránh được bằng vaccine, nhiều phụ huynh khác cũng đưa trẻ đi tiêm phòng vaccine dịch vụ có chứa thành phần phòng bệnh bạch hầu. Điều này đã khiến lượng người tới phòng tiêm chủng Sapo Hưng Yên tiêm phòng bạch hầu tăng đột biến. Trên các phương tiện thông tin đại chúng ấy, thì có cái dịch bệnh bạch hầu ấy, thì mọi người cũng khá là quan tâm và gọi điện phòng tiêm thì hỏi về tư vấn cũng như là phòng bệnh về bệnh bạch hầu. Các bệnh phụ huynh cũng hỏi cho chính mình và cho cả con mình nữa. Vì là mình là tiếp xúc bên ngoài nhiều mà về có thể lây cho các bạn bé. Tính đến ngày 7 tháng 7 năm 2020, chỉ trong vòng một tháng, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã phát hiện 34 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, trong đó có 3 trường hợp tử vong, hàng ngàn người phải cách ly. Bệnh bạch hầu nguy hiểm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bệnh lại hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người dân được tiêm phòng đầy đủ. Bệnh bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh bạch hầu nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là nếu không phát hiện điều trị kịp thời thì có thể gây ra biến chứng viêm cơ tim hoặc suy các tạng, đặc biệt là gan thận, đánh vào dây thần kinh trung ương. Như ở Tây Nguyên là tôi cho rằng tỷ lệ vaccine thì phòng bệnh tiêm cho các trẻ em trên dưới 1 tuổi là thấp hơn các tỉnh đồng bằng và các tỉnh thành phố. Cho nên là cái tỷ lệ bạch hầu thường thường hay diễn ra xảy ra ở Tây Nguyên. Tôi khuyên người dân, đặc biệt trẻ em chưa tiêm đủ mũi vaccine bạch hầu thì lên đi tiêm phòng. Cứ 10 năm là tiêm nhắc lại vaccine bạch hầu một lần. Để phòng bệnh bạch hầu, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần phải tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch. Ngoài ra, cần thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ, che miệng khi ho, hắt hơi, hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Nếu nhận thấy các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.